Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh 12,5 triệu đồng vì tung tin tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu. Bà Lương Hoàng Anh đã có hành vi vi phạm về việc cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế nông nghiệp của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tin đồn này bị ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khẳng định là sai sự thật, vô căn cứ.